Hello em, thì bữa nay bắt đầu mình làm hành trình giao xe con 9900 này về về thăm nha anh em. Hành trình mình nha. Đó là một làm xe hành trình cho anh em. Vừa mình đã tới anh em, thì chủ nhà khách mình nha anh em.